đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo VietnamNet. Sau đây là những thông tin chính. Apex Leaders ngừng trả học phí cho phụ huynh. Trong thông báo ngày 26 tháng 3, phía Apex cho biết việc ông Nguyễn Ngọc Thủy bị bắt hoàn toàn không tác động đến hoạt động vận hành và giảng dạy tại các trung tâm Anh ngữ đang mở cửa tại Apex. Cụ thể là 9 trung tâm Hoàng Đạo Thúy, Cẩm Phả, Uông Bí, Lê Hồng Phong, Hải Phòng, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Ban lãnh đạo và các giám đốc trung tâm Apex cam kết duy trì hoạt động liên tục của các trung tâm trên nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh. Phía Apex cũng cho hay, trong thời gian cơ quan chức năng điều tra, Apex sẽ tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí. Đồng thời, Apex cũng tạm ngừng việc hoàn học phí cho đến khi có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra. Phía Apex sẵn sàng phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thúc đẩy tiến trình điều tra. Trong thời gian khó khăn này, Apex mong muốn nhận được sự thấu hiểu và đồng hành cùng phụ huynh, thông báo của Apex nêu. Như Vietnamnet đã đưa tin, Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, Trác Thủy, chủ tịch công ty giáo dục E-Group về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Ngọc Thủy cũng là tổng giám đốc trung tâm Anh ngữ Apex Leaders, một hệ thống các trung tâm Anh ngữ gây sóng gió trong 2 năm qua khi bị hàng nghìn phụ huynh khắp nơi đòi nợ với số tiền hàng trăm tỷ đồng.